Ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại Tòa soạn Báo Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống Phật giáo thành phố hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9. Buổi họp mặt vinh dự được lắng nghe phần thuyết trình về công tác tổ chức đại hội của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban điều phối đại biểu phía Nam. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập báo Giác Ngộ cho biết, buổi họp mặt lần này nhằm lan tỏa thông tin tuyên truyền và định hướng truyền thông cho sự kiện Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Buổi họp mặt vinh dự được lắng nghe phần thuyết trình về thông tin Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban điều phối các đại biểu phía Nam chia sẻ. Mở đầu chuyên đề thuyết trình, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã nhắc lại lịch sử qua các giai đoạn thành lập và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua đó nêu lên tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp đó, Hòa thượng cũng thông tin thêm về chủ đề của Đại hội 9 là kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển và một số vấn đề liên quan đến chương trình đại hội. Qua đó, Hòa thượng Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nêu lên tầm quan trọng của công tác thông tin truyền thông cũng như định hướng, chủ trương, tuyên truyền về đại hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi chia sẻ, Hòa thượng cũng đã giải đáp các ý kiến thắc mắc về các vấn đề liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9. Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng thuyết trình chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng phương pháp truyền thông Phật giáo trong buổi họp mặt lần này. Chương trình họp mặt lần này cũng nhằm thảo luận và trao đổi về công tác thông tin truyền thông Phật giáo và thông tin về đại hội được đúng hướng.